Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một kiểu áo có thể mặc bẹt vai hoặc là thu dây lại để được một kiểu áo cổ tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào móc áo luôn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ gầy lên cho mình một đoạn xích dài hơn số đo. Các bạn đo xung quanh cái phía ngay cái bắp tay qua dài hơn số đo khoảng 5-6 cm. Và đây là ví dụ mình được cái số đo dài hơn 5-6 cm ha. Đầu tiên các bạn sẽ móc mũi móc đơn vào mũi thứ hai tính từ kim móc cho mình. Tiếp theo các bạn lên 5 xích. Các bạn cách 4 chân móc ở dưới. Các bạn móc một mũi đơn vào mũi thứ năm. Tiếp theo lên 3 xích. Cách 3 chân móc. Móc một mũi kép vào mũi thứ tư. Lên 3 xích. Móc một mũi đơn vào mũi thứ tư. Lên 5 xích. Móc một mũi đơn vào mũi thứ năm. Các bạn lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Đến đây mình đến đoạn 5 xích rồi thì mình tiếp tục lên 3 xích nè. Bỏ 3 chân móc ở dưới, mình móc một mũi kép vào mũi thứ tư. Lên 3 xích. Tiếp tục móc một mũi đơn vào mũi thứ tư. Các bạn lặp lại như vậy cho mình đến cuối hàng nha. Đây là ví dụ mình đã đến cuối hàng. Các bạn sẽ kết hàng bằng cái họa tiết mũi kép rồi đến 3 xích ha. Sau đó các bạn sẽ nối với đầu hàng. Rồi ở cái đoạn này các bạn chú ý là mình làm cẩn thận tí xíu là nó bị xoắn. Nó bị xoắn mảnh móc nha. Sau khi lên 3 xích sau khi móc mũi kép thì mình sẽ móc trượt vào mũi đơn đầu hàng. Rồi các bạn nhớ đo lại thử coi nó có bằng cái số đo mình tính không nha. Rồi còn cái đoạn xích thừa này thì mình sẽ tháo bớt. Mình tháo từ từ như này. Mình tháo từng mũi thôi. Sau khi tháo thì các bạn còn chừa lại cho mình là chừa lại cho mình 3 xích nha. 1, 2, 3. Mình sẽ rút thẳng cái mảnh móc ra cho nó đúng chiều. Cái đoạn đầu thì nó hơi khó tí xíu. Đây là phía bên cái đoạn xích mà mình tháo ra, mình còn chừa lại 3 xích nè. Mình sẽ đâm kim vào cái mũi xích đầu hàng phía bên kia. Rồi mình kéo sợi qua mình nối lại.
Đây là cái mảnh mình móc thử để mình hướng dẫn các bạn thôi, còn các bạn vẫn phải móc đủ số đo nha. Cái mũi xích mà mình nối đây nè, mình đâm vào dưới mũi móc đơn nha. Còn cái mũi kết thúc hàng thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi móc đơn để mình móc mũi trượt. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ trượt vào đạn xích kế bên nè, lên 3 xích. Đoạn 5 xích này thì mình sẽ móc tổng cộng là 8 mũi kép. 3 mũi xích mình lên đây là tương ứng với 1 mũi kép, thì mình sẽ móc thêm vào đây là 7 mũi kép nữa. Sau khi móc mũi 7 mũi kép, mình lên 3 xích. Ở đoạn 3 xích này mình móc vào 1 mũi đơn. Lên tiếp tục 3 xích. Đoạn 3 xích mình cũng móc vào 1 mũi đơn. Lên 3 xích. Đoạn 5 xích thì mình móc vào 8 mũi kép. Rồi các họa tiết nó sẽ lặp lại như sau. Sau khi móc 8 mũi kép thì các bạn sẽ móc tiếp tục như bên này là lên 3 đơn, lên 3 xích. Móc 1 mũi đơn vào đoạn 3 xích. Lên 3 xích. Móc 1 mũi đơn vào đoạn 3 xích kế tiếp. Sau đó lên 3 xích vào đoạn 5 xích ở dưới thì mình sẽ móc vào 8 mũi kép. Các bạn lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng mình cũng vẫn lên 3 xích. Trượt vào mũi xích thứ ba từ dưới đếm lên thì các bạn sẽ đếm từ đây 1, 2, 3, có nghĩa là cái mũi xích nó nằm kế bên cái mũi kép đầu tiên mình móc. Hàng tiếp theo các bạn lên cho mình 3 xích, sau đó các bạn lên 3 xích nữa là tổng cộng 6 xích đầu hàng. Mình móc 1 mũi trượt vào mũi xích thứ ba từ dưới đếm lên. Tiếp theo các bạn móc mũi kép vào mũi kép kế tiếp. Sau đó lên thêm 3 xích. Ở cái mũi kép này nó sẽ có hai cái chân, hai cái vòng sợi phía trước như thế này. Thì các bạn luồn qua. Các bạn móc một mũi trượt. Đó. Rồi, mình sẽ làm tương tự với các mũi kép còn lại. Rồi ở đoạn 8 kép thì các bạn sẽ được một cái 8 mũi kép mà có 8 cái mũi bông ở phía trên như thế này nè. Tiếp theo mình sẽ lên 3 xích. Móc 1 kép vào đoạn xích giữa. Ở cái đoạn 3 xích mà kế bên 8 mũi kép thì mình sẽ không móc vào nha. Mình lên 3 xích. Móc kép vào mũi kép đầu tiên. Mình lặp lại họa tiết tương tự với phía bên này. Các bạn sẽ làm lại họa tiết này, sau đó lên 3 xích và móc kép một mũi kép vào cái đoạn xích giữa này, lặp lại tương tự như thế cho đến cuối hàng.
Ở cuối hàng, sau khi móc một mũi kép thì các bạn cũng vẫn lên 3 xích. Sau đó các bạn móc trừ vào chân mũi kép đầu tiên cho mình là mũi xích thứ ba từ dưới đến lên đó. Đây. Rồi các bạn sẽ vòng ra, đưa cái kim vòng ra sau cái mũi bông đầu tiên như thế này, các bạn móc một mũi đơn. Các bạn lên thêm cho mình một xích đi. Sẽ luồn ra sau như thế này nha. Mình để cho cái mũi bông này nó phía trên cái kim. Rồi mình móc một mũi đơn vào mũi bông kế tiếp. Rồi các bạn lên cho mình 5 xích. Bỏ qua 4 bông, các bạn móc vào cái bông thứ 5. Tiếp tục lên 3 xích. Móc một mũi đơn vào đoạn xích kế tiếp. Lên 3 xích. Móc một đơn vào đoạn xích kế tiếp. Lên 3 xích. Móc vào mũi bông thứ hai. Lên 5 xích. Móc vào mũi bông thứ năm. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho mình cho đến cuối hàng. Ở hàng này thì chỉ toàn là mũi xích và mũi móc đơn thôi. Các bạn nhớ là mình khều một mũi một cạnh nhỏ như thế này để mình móc thôi nha. Mình lấy một cạnh lên để mình móc chứ mình không đâm vào ở giữa cái ba cái xích đó. Mình khều cái cạnh nào lên cũng được, ở giữa mình canh ở giữa để mình khều lên. Mình đã đến cuối hàng rồi nè. Thì mình sẽ lên 3 xích. Mình móc một mũi trượt vào cái mũi đơn phía đầu hàng. Tiếp theo mình sẽ trượt qua cái đoạn 5 xích. Ở đoạn 5 xích này các bạn làm giống như hàng thứ hai, mình sẽ móc vào 8 kép.
tính cả ba mũi xích mình vừa lên nữa, mình mất tổng cộng 8 kép nha. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục lên 3 xích. Các bạn sẽ bỏ qua đoạn xích kế bên 8 kép hàng dưới nè. 8 kép, 3 kép của hàng dưới ha. Mình sẽ móc vào đoạn xích ở giữa nè. Có 3 đoạn xích tổng cộng nè. Mình móc vào đoạn xích ở giữa mỗi kép. Lên 3 xích. Sau đó móc 8 kép vào đoạn 5 xích. 2 3 4 5 6 7 8 Lên 3 xích. Móc mỗi kép vào đoạn kép ở giữa. Rồi các bạn làm tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng các bạn, sau khi móc mũi kép thì các bạn lên 3 xích và trượt vào mũi xích thứ ba từ dưới đến lên của đầu hàng. Hàng tiếp theo các bạn lặp lại hàng mà chúng ta làm mũi bông nè. Mình lên 3 xích, lên thêm 3 xích nữa, trượt vào mũi xích thứ ba. Với các mũi kép còn lại mình sẽ lên móc một kép, lên 3 xích, trượt vào hai đoạn xích, hai cái đoạn dây ở phía trước mũi kép này. Mình làm tương tự với các mũi kép còn lại. Sau khi móc xong đoạn 8 xích thì mình sẽ móc một mũi đơn vào đoạn xích kế bên. Mình lên 3 xích. Tiếp tục móc một mũi đơn vào đoạn xích kế bên. Rồi đoạn 8 kép thì các bạn sẽ làm tương tự với các đoạn kép còn lại.
Rồi mình sẽ làm tương tự như đoạn vừa nãy, là các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đoạn xích kế bên nè. Sau đó lên 3 xích, móc một mũi đơn. Rồi ví dụ bây giờ mình đã đến cuối hàng rồi, các bạn làm tương tự với các bạn còn lại. Sau khi đến hết hàng thì mình sẽ móc trượt vào cái mũi xích ở phía bên này. Đó, các bạn sẽ móc trượt vào đây nha. Rồi mình sẽ lên một xích, kéo dây và cắt sợi. Tiếp theo thì mình sẽ móc từ đây xuống. Cái phía đây là mình làm trên cổ nè. Bây giờ mình sẽ móc ngược xuống dưới phần thân. Sau khi kết thúc phần phía trên cổ áo và cắt dây thì các bạn sẽ nối sợi vào đoạn xích bất kỳ nha. Thì như mình sẽ nối ở đây. Các bạn sẽ lấy sợi lên. Sau đó các bạn lên cho mình 3 xích, 1, 2, 3. Móc thêm một mũi kép vào đoạn xích này. Là ở vị trí này chúng ta đã có 2 mũi kép. Tiếp theo các bạn lên 3 xích. Các bạn móc 2 mũi kép vào đoạn xích kế bên. Lên 3 xích. Tiếp tục 2 kép vào đoạn xích này. Như vậy mình sẽ lặp lại cái họa tiết là giữa 2 kép thì nó sẽ có 3 xích. Và 2 kép thì mình sẽ móc vào các đoạn xích ở dưới hàng như thế này nè. Rồi các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Và các bạn nhớ nối sợi và móc ở mặt phải giúp mình nha. Mình quên nói ở khúc đầu hàng. Nếu mà ai mà lỡ móc vào mặt trái thì các bạn tháo ra và móc lại giúp mình nha. Sau khi móc được hai kép ở cái đoạn xích cuối cùng thì các bạn lên 2 xích, lên 3 xích. Sau đó trượt vào cái đoạn 3 xích đầu tiên, các bạn đếm bên dưới lên là mũi xích thứ 3 nha. Mình lên 3 xích nè. Rồi mình móc một mũi trượt vào đây. Ở hàng thứ hai, các bạn sẽ trượt cho mình đầu tiên vào cho mũi kép kế bên nè. Các bạn móc một mũi trượt. Các bạn đâm kim vào mũi xích kế tiếp, các bạn móc một mũi trượt. Sau đó các bạn móc một mũi móc đơn. Mũi móc đơn này nó sẽ nằm ở giữa đoạn 3 xích nè. Tiếp theo các bạn lên cho mình 3 xích. Ở đoạn xích kế bên này các bạn móc vào 3 mũi kép. Tiếp tục lên 3 xích. Móc một mũi móc đơn vào đoạn xích kế bên. Lên 3 xích. Móc 3 kép vào đoạn xích kế tiếp. Lên 3 xích. Móc 1 mũi đơn vào đoạn xích kế tiếp. Lên 3 móc. Lên 3 xích. Móc 3 kép. Các bạn sẽ thấy họa tiết nó lặp lại là 3 kép, 3 xích, 1 móc đơn, 3 xích, 3 kép, 3 xích, 1 móc đơn. Rồi các bạn sẽ lặp lại như vậy cho mình cho đến cuối hàng. Đến cuối
hàng thì các bạn cũng lên cho mình 3 xích và trượt vào mỗi móc đơn đầu tiên. Hàng tiếp theo các bạn sẽ trượt qua mỗi xích kế bên một mũi. Tiếp theo các bạn móc một mũi móc đơn. Sau đó các bạn lên cho mình 3 xích. Ở đoạn 3 kép của hàng dưới thì mình sẽ tăng lên thành 5 xích. Thì các mũi kép đầu tiên các bạn móc vào cho mình 2 mũi kép. Ở giữa các bạn móc một mũi kép. Mũi kép cuối cùng các bạn móc vào 2 kép. Tiếp theo các bạn lên cho mình 3 xích. Ở cái đoạn xích kế bên các bạn móc vào mũi đơn. Tiếp theo lên 3 xích. Móc vào đoạn xích kế tiếp một mũi đơn. Lên 3 xích. Làm tương tự với cụm kép phía trước. 1 2 3 4 5. Như vậy là ở mỗi cụm 3 kép của hàng dưới này mình sẽ tăng thành 5 kép cho hàng tiếp theo. Tiếp tục các bạn lên 3 xích. Móc mũi đơn vào cụm xích kế bên nè. 2 3 xích. Móc một mũi đơn. Lên 3 xích. Rồi sau đó các bạn sẽ lặp lại họa tiết tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Hàng tiếp theo các bạn sẽ trượt qua cho mình 4 xích. 1 nè. 2 3 4. Mình trượt ra đến cái mũi kép đầu tiên. Đến mũi kép thứ hai thì các bạn sẽ móc vào một mũi móc đơn. Sau đó lên 2 xích. Cắt một chân, móc một mũi móc đơn vào mũi kép thứ hai. Tiếp theo các bạn lên cho mình 3 xích. Ở đoạn xích ở giữa này nè thì các bạn sẽ móc vào một mũi móc kép. Tiếp tục lên 3 xích. Móc một mũi móc đơn vào mũi kép thứ hai. Lên 2 xích. Bỏ qua một mũi kép, móc mũi kép mũi móc đơn vào mũi kép thứ hai. Tiếp tục lên 3 xích. Móc một mũi kép vào đoạn xích ở giữa. Lên 3 xích. Móc một mũi móc đơn vào mũi kép thứ hai. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nè. Ở ngay cái đoạn 5 kép thì các bạn không móc vào mũi móc kép đầu tiên mà hai mũi kép. Mũi thứ hai và mũi thứ tư thì nó sẽ là một mũi móc đơn. Giữ khoảng cách hai mũi đó thì là hai mũi móc xích. Đó. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng sau khi các bạn đã móc một mũi móc kép thì các bạn lên 3 mũi xích và móc một mũi trượt và mũi đơn ở đầu hàng. Cái mũi đơn đó nó nằm ở ngay trên đầu cái mũi kép thứ hai. Hàng tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi trượt vào cái đoạn 2 xích này cho mình. Các bạn lên 3 xích. Ở đoạn 2, mỗi đoạn 2 xích của hàng này thì mình sẽ móc vào 5 mũi móc kép. 3 mũi xích các bạn lên ở đầu hàng thì các bạn tính thành 1 mũi. Thì mình sẽ móc thêm 4 mũi nữa.
Rồi đây là mình đã được 5 mũi móc kép rồi. Tiếp theo các bạn lên 3 xích, móc 1 mũi đơn vào đoạn 3 xích nè. Lên 3 xích, móc 1 mũi đơn vào đoạn 3 xích kế tiếp. Lên 3 xích. Ở đoạn 2 xích này các bạn móc vào cho mình 5 mũi móc kép. Một, hai, ba, bốn, năm. Ba xích, móc một đơn vào một đoạn ba xích kế tiếp. Ba xích, móc một đơn vào đoạn ba xích kế tiếp. Ba xích, móc vào đoạn hai xích 5 mũi móc kép. Các bạn sẽ làm tương tự với các cụm còn lại cho mình cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng thì các bạn lên cho mình 3 xích. Sau đó trượt vào cái đoạn 3 xích đầu hàng này nè. Mình sẽ đếm từ dưới lên là mũi xích thứ 3. Đầu hàng này các bạn sẽ lên cho mình 6 xích. Sau đó các bạn móc mũi trượt vào mũi xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Tiếp theo các bạn móc mũi kép cho mũi kép kế tiếp. Lên 3 xích. Trượt vào mũi đầu mũi kép. Các bạn làm tương tự với lại 3 mũi kép còn lại ở cụm này. Lên 3 xích. Móc một mũi kép vào đoạn xích ở giữa. Lên 3 xích. Làm tương tự với các cụm 5 xích còn lại. 5 kép. Các bạn sẽ làm tương tự với các họa tiết còn lại của hàng này. Ở giữa các cụm 5 xích và mũi bông thì mình sẽ có là 3 mũi xích và 1 mũi kép nè. Và 3 mũi xích. Sau đó mình lặp lại cho 5 kép này. Tiếp theo các bạn làm tương tự các họa tiết như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng, sau khi các bạn đã móc một mũi móc kép, các bạn lên cho mình 3 xích. Sau đó móc trượt vào đoạn 3 xích. Móc vào xích thứ 3 từ dưới đếm lên một mũi trượt. Tiếp theo các bạn lên cho mình 2 xích. Mục đích để mình móc vào cái mũi bông thứ hai này nè.
mình không lên xích thì mình móc nó bị trùng, cho nên mình lên hai xích thôi. Mình lên hai xích nhưng mình để cái mũi bông đầu tiên lên trên kim, rồi mình móc vào mũi bông thứ hai một mũi móc đơn. Các bạn khều một cái cạnh sợi nhỏ này thôi là các bạn móc qua. Tiếp theo các bạn lên ba xích, cắt một bông và các bạn móc vào cái bông thứ hai, là cái bông đầu tiên các bạn không móc nè, bông thứ hai các bạn móc vào một mũi đơn, sau đó lên ba xích, bỏ một bông, móc đơn vào bông tiếp theo, rồi các bạn sẽ lên ba xích. Hàng này chỉ toàn là những mũi móc đơn và đoạn ba xích thôi. Lên ba xích, móc vào đoạn xích kế tiếp, lên ba xích, móc vào mũi bông thứ hai nè, lên ba xích, bỏ qua một bông, móc vào bông kế tiếp một mũi móc đơn. Các bạn sẽ làm cho mình như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng, sau khi móc một mũi móc đơn vào đoạn xích cuối cùng thì các bạn sẽ lên ba xích, các bạn trượt vào cái mũi móc đơn đầu tiên của hàng cho mình. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi trượt vào đoạn ba xích kế bên, lên ba xích, ba xích này tương ứng với một mũi móc khác. Rồi đoạn ba xích này các bạn sẽ móc tổng cộng cho mình là 6 mũi móc khác. Bạn tính cả cái ba mũi xích lên đầu hàng là một mũi kép ha. Đây là 4 mũi rồi nè. 5 6 rồi lên 3 xích. Mình sẽ móc một mũi móc kép vào đoạn xích giữa. Lên 3 xích. Móc vào đoạn 3 kép. 3 xích phía trên đầu cái cụm này nè là 6 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 3 xích. 1 kép vào đoạn xích giữa. Rồi các bạn sẽ làm tương tự với các cụm còn lại của hàng này. Đến cuối hàng, sau khi lên 3 xích thì các bạn sẽ trượt vào cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên của đầu hàng. Tiếp theo các bạn lên 6 xích, móc một mũi trượt vào mũi thứ 3. Năm xích, năm kép còn lại thì các bạn sẽ móc tương tự như cái hàng trước. Sau khi móc một kép thì cái mình lên 3 xích và trượt vào cái chân mũi kép. Tiếp theo mình lên 3 xích, móc một mũi đơn vào đoạn 3 xích kế bên, lên 3 xích, tiếp tục móc một mũi đơn vào đoạn xích kế bên, lên 3 xích. Cụm 6 kép này các bạn làm tương tự với cụm 6 kép hàng ở đầu hàng.
Sau khi móc xong cụm 6 kép, mình lên 3 xích, móc một mũi đơn và đặt 3 xích kế bên. Lên 3 xích, móc một mũi đơn và đặt xích kế bên. Lên 3 xích. Ở giữa các cụm 6 kép và bông thì các bạn sẽ có 3 đoạn xích, 3 đoạn 3 xích cho mình là hai bên nè. Và một đoạn ở giữa là nó sẽ nằm trên đầu cái mũi kép của hàng trước. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc một mũi đơn và đoạn xích cuối cùng thì mình sẽ lên 3 xích và trượt vào chân mũi, trượt vào cái mũi xích thứ ba từ dưới đếm lên của đầu hàng nè. Rồi đây mình làm tương tự như các hàng khác. Đầu tiên mình lên 2 xích để cho nó có cái khoảng trống nè. Mình móc một mũi đơn vào cái cục bông thứ hai. Các bạn lên cho mình 4 xích. Bỏ qua 2 bông. Móc vào bông thứ ba. Có nghĩa là 2 bông đầu hàng mình cũng không móc như cái hàng trước. Tiếp tục các bạn lên cho mình 3 xích. Móc một mũi kép vào đoạn xích giữa. Sau đó lên 3 xích. Móc một mũi đơn vào bông thứ hai. Lên 4 xích. Ở hàng trước thì cái đoạn này mình lên 3 xích. Rồi đến hàng này thì mình sẽ tăng dần lên thì mình móc 4 xích nha. Còn các đoạn còn xích còn lại thì các bạn cũng chỉ móc 3 xích thôi. Rồi các bạn sẽ lặp lại cho mình như vậy đến cuối hàng. Đây là ví dụ mình đã đến cuối hàng ha. Các bạn sau khi móc mũi kép ở cuối, đoạn xích cuối thì các bạn lên 3 xích cho mình và móc một mũi trượt vào cái mũi đơn đầu hàng. Tiếp theo các bạn sẽ trượt qua đoạn xích kế bên, đoạn 4 xích của hàng trước đó. Mình lên 3 xích. Rồi ở đoạn 4 xích này các bạn móc cho mình tổng cộng là 7 mũi xích, 7 mũi kép. 3 mũi xích lên đầu hàng mình sẽ tính là 1 kép. 3 4 5 6 7. Sau đó các bạn lên cho mình 3 xích. Móc một mũi đơn vào mũi đoạn xích kế bên. Lên 3 xích. Tiếp tục móc một mũi đơn vào đoạn xích kế bên. Rồi lên 3 xích. Đoạn 4 xích này các bạn sẽ móc vào 7 mũi móc kép. 2 3 4 5 6 7. Rồi các bạn sẽ làm như vậy cho mình đến cuối hàng nha. Ở cuối hàng sau khi các bạn đã móc một mũi đơn vào đoạn xích cuối cùng thì mình cũng lên 3 xích. Mình móc trượt vào xích thứ ba từ dưới đếm lên của đầu hàng. Rồi đặt lên bông các bạn làm tương tự với các hàng khác.
Tiếp theo các bạn lên cho mình 3 xích. Móc một mũi móc kép vào đoạn xích ở giữa. Lên 3 xích. Và lặp lại cùng 7 kép kèm bông. Rồi sau khi móc 7 kép kèm bông này, các bạn sẽ lên 3 xích và móc một mũi móc kép vào đoạn xích giữa này và làm các họa tiết tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi kết thúc một mũi kép ở đoạn xích cuối, các bạn lên 3 xích, chuột vào mũi xích thứ ba từ dưới đếm lên như các hàng trước. Rồi lên 2 xích, các bạn móc một mũi móc đơn vào cái một cạnh nhỏ của cái bước thứ hai nè. Rồi các bạn lên cho mình 5 xích. Mình sẽ móc bỏ qua 1 2 3. Bỏ qua 3 bông, mình móc một mũi đơn vào bông thứ tư nha. Rồi lên 3 xích. Móc một mũi đơn vào đoạn xích kế tiếp. Lên 3 xích. Móc một mũi đơn vào đoạn xích kế tiếp. Lên 3 xích. Móc một mũi đơn vào bông thứ hai nè. Lên 3 xích. Lên 5 xích chứ. Cái đoạn giữa các bông này các bạn lên 5 xích. Móc vào bông thứ hai. Bỏ qua 3 nè. Móc vào bông thứ tư. Rồi các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Sau khi móc một mũi đơn vào đoạn xích cuối cùng, chúng ta sẽ lên 3 xích và móc trượt vào mũi đơn của đầu hàng. Tiếp tục trượt vào đoạn xích, trượt vào đoạn 5 xích, mình lên 3 xích. Móc đoạn 5 xích này là 8 kép, tổng cộng là 8 kép. Lên 3 xích, móc một mũi móc kép vào đoạn xích giữa. Lên 3 xích, móc 8 kép vào đoạn 5 xích. 2 3 4 5 8. Rồi, ở cái hàng này các bạn sẽ lặp lại cho mình. Lặp lại cho mình hàng mà các bạn có 6 kép nè. Rồi, hàng đó các bạn lên 3. Lên 3 xích và móc một mũi kép vào đoạn giữa. Thì các bạn lặp lại cái hàng này. Chỉ có khác một cái là ở cái đoạn 5 xích này các bạn móc cho mình 8 mũi kép thôi. Thay vì 6 mũi ở đây thì các bạn thành móc thành 8 kép. Rồi đến hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lặp lại cho mình cái hàng bông. Cái hàng mà 6 kép mà kèm bông trên đây nè, là sau khi móc bông thì lên 3 xích, rồi các bạn móc một mũi móc đơn vào đoạn xích kế bên, rồi lên 3 xích, móc một mũi đơn vào đoạn xích kế bên, rồi lên 3 xích thì các bạn sẽ móc 8 mũi kép kèm bông ở trên 8 cái mũi kép này.
Rồi các bạn lặp lại hết hàng đó cho mình nha. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu chia chia tay và thân áo. Tiếp theo các bạn sẽ bắt đầu chia tay áo và thân áo. Các bạn sẽ gập đôi cái mảnh móc lại cho các cái họa tiết này nó trùng với nhau để chia đôi cái mảnh móc ra. Rồi sau khi gập mảnh móc lại rồi thì các bạn sẽ bắt đầu chia tay áo. Cái này tùy mình muốn tay áo nó to hoặc là nó nhỏ. Của mình thì mình muốn nó tầm 20cm. 20cm thì mình sẽ lấy là 7 họa tiết. Thì cái họa tiết thứ ở giữa này nó sẽ là chỉ có một nửa thôi nè. Bảy họa tiết của mình thì tầm 20cm. Mình sẽ lấy kim đánh dấu, mình ghim ở hai cái đoạn xích giữa đây nè. Ở giữa hai cái họa tiết này nó có một đoạn xích ở giữa này, thì mình ghim hai cái đoạn xích đối diện ghim vào với nhau. Rồi bên này cũng vậy luôn. Các bạn sau khi chia thì các bạn nhớ canh ở thân giữa, thân trước và thân sau thì cũng cho nó đều. Ví dụ nó bị lẻ ra một cái thì các bạn cho cái phần lẻ đó ra phía trước ngực. Của mình nó cũng bị lẻ cho nên mình sẽ sau khi mà xong áo thì cái phần thắt dây thì mình sẽ cho cái phần thắt nó ra phía cái đoạn xích lẻ, đoạn cái phần thắt lẻ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào móc tay áo trước. Mình sẽ móc hai tay trước. Các bạn cũng bắt đầu với mặt phải của sản phẩm luôn. Đầu tiên là các bạn sẽ nối sợi. Ở đây là cái chỗ mình đánh dấu nè. Thì mình sẽ lấy cái họa tiết, cái bông thứ hai, mình sẽ nối sợi vào đó. Các bạn lấy lên chăm, lấy sợi lên một xích. Sau đó các bạn móc một mũi móc đơn vào mũi bông này. Cũng giống như các hàng họa tiết khác nè. Hàng này các bạn lên cho mình 5 xích. 3, 4, 5. Mình sẽ bỏ qua 4 bông, mình móc vào bông thứ 5 một mũi móc đơn. Tiếp tục 3 xích. Móc một mũi móc kép vào đoạn xích ở giữa. 3 xích. Một mũi đơn vào bông thứ hai. 5 xích. Các bạn làm tương tự cho đến gập, cho đến mũi móc đơn của cái họa tiết bông cuối cùng. Đây là mình sau khi đã móc được một mũi đơn vào cái bông của cái cụm họa tiết cuối cùng này trước mũi đánh dấu. Đây là mũi đánh dấu của mình này. Thì ở vị trí này nè, đáng lẽ là mình sẽ móc một mũi móc kép ha, nhưng mà sẽ móc chập hai cái đoạn tay áo này lại thành một này. Mình sẽ lên 3 xích. Rồi các bạn vòng dây qua kim, móc vào đoạn xích giữa mũi móc kép nha, mà mình chỉ luồn
kiêng qua hai vòng dây một lần, sau đó mình giữ ở đó, rồi tiếp tục mình vòng dây qua kim lần thứ hai, mình đâm kim vào cái đoạn xích giữa của phía bên kia cái mũi đánh dấu đó. Rồi mình làm tương tự, sau khi trên kim mình có ba vòng dây thì mình rút dây qua cả ba vòng. Rồi tiếp tục các bạn lên ba xích, rồi nối vào móc móc trượt vào mũi móc đơn của đầu hàng tay áo nè. Cho mình tháo cái mũi đánh dấu này cho các bạn dễ nhìn nè. Đây là cái mũi xích giữa nè ha. Cái đoạn xích giữa này các bạn móc vào đây, chập cái mũi móc kép ở vị trí này và vị trí này lại thành một mũi. Đó. Rồi mình đã nối được tay áo như thế này rồi. Hàng tiếp theo, các bạn móc một mũi trượt vào đoạn 5 xích. Rồi kể từ đây thì các bạn móc tương tự với lại các bạn xem cái họa tiết nó tương tự với cái ở đoạn xích giữa này nè, ở cái đoạn mà giữa hai cái cụm họa tiết này thì sẽ là hàng này là hàng trước của nó là 3 xích 1 kép. Thì đến hàng này mình sẽ tổng cộng mình có 3 đoạn xích này, ở giữa ở trên cái mũi kép nè mình sẽ có đoạn 3 xích. Rồi ở giữa hai cái cụm 8 kép nè, trong cái đoạn 5 xích này mình cũng móc 8 kép. Bây giờ từ cái hàng này mình sẽ không tăng mũi nữa mà mình sẽ móc thẳng luôn. Các bạn sẽ nhìn theo cái họa tiết của áo để mình làm ha. Đó, ở cái phần mà giữa hai cái họa tiết này nó sẽ xen kẽ nè, một hàng là 3 đoạn xích, một hàng là có 2 đoạn xích. 3 đoạn xích thì sẽ cách nhau mũi đơn, còn 2 đoạn xích thì nó sẽ cách nhau mũi kép. Rồi mình làm thử một hàng này nha. Lên 3 xích. 3 xích này tương ứng với một kép. Mình móc thêm 7 kép nữa. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi ở giữa cái đoạn xích này từ kể từ hàng này thì nó sẽ là 8 kép nha. Rồi ở hàng trước là 2 đoạn xích thì ở hàng tiếp theo là 3 đoạn xích nè. Ở giữa các đoạn xích thì mình sẽ móc mũi móc đơn. Ở hai bên cụm họa tiết thì hàng nào nó cũng cách nhau 3 mũi xích nha. Ở phía trước và phía sau nó đều là 3 mũi xích. 3 4 5 6 7 8. Rồi lên 3 xích. Móc một đơn. Lên 3 xích. Móc một đơn. Lên 3 xích. Móc 8 kép.
đến cuối hàng mình cũng làm tương tự với các cụm họa tiết ở các hàng trước nè. Mình sẽ trượt vào cái mũi xích thứ ba từ dưới đếm lên của hàng trước. Rồi, đây là tay áo mình đã nối được thêm hai hàng, là một hàng toàn là chỉ toàn là mũi xích và mũi đơn. Rồi hàng tiếp theo là 8 kép nè. Rồi hàng tiếp theo là các bạn sẽ là 8 kép và 8 cái bông trên đầu. Rồi hàng tiếp theo nữa là các mũi xích đó. Các bạn cứ làm tương tự như vậy, tùy mình muốn tay áo dài như thế nào thì mình cứ tăng cái hàng lên thôi, chứ không, mình không tăng mũi nữa. Đó là mình đã xong được cái tay áo. Các bạn làm tương tự với tay áo còn lại. Sau khi đã nối được hai tay và móc đủ độ dài tay áo thì các bạn tiếp theo mình sẽ móc phần thân áo. Đây là phần nách áo nè, phần tay áo nè. Mình sẽ nối vào mặt phải của sản phẩm luôn. Tất cả cái áo này mình sẽ nối ở mặt phải. Mình cũng nối vào cái bông thứ hai của cụm họa tiết 8 kép vào. Các bạn móc tương tự như phần tay áo cho đến khi gặp phần tay áo bên kia cho mình nha. Đến đây là mình đã gặp được cái phần tay áo phía bên còn lại. Thì các bạn sẽ móc tương tự với phần tay áo, tức là mình sẽ chập hai cái mũi kép của đoạn giữa, đoạn xích giữa này lại với nhau. Đây là cái đoạn xích giữa mà mình đã móc được của phần tay áo rồi. Bây giờ mình cũng móc vào đây một kép nè. Rồi mình lấy sợi qua cả hai vòng sợi. Rồi tiếp theo mình cũng làm tương tự với cái mũi, cái đoạn ba xích phía bên kia. Rồi mình lấy kim vào cả ba vòng sợi luôn. Đây là mình đã nối được hai cái mũi móc kép của hai đoạn xích giữa thành một. Mình lên ba xích, móc một đơn vào cái bông còn lại, cái bông phía bên kia đó. Đây là cái tay áo này mình chưa móc hết ra, mình để mình hướng dẫn các bạn thôi. Đến đây thì các bạn sẽ làm tương tự với lại phần thân áo. Mình cũng không tăng mũi nữa mà mình chỉ móc thẳng lên thôi. Đến cuối hàng thì các bạn cũng làm tương tự với phần nách áo bên kia. Mình sẽ xác định hai cái đoạn xích giữa của hai bên nè, hai bên thân áo. Rồi mình lên ba xích. Mình móc vào đoạn xích giữa nè. Kết hàng, các bạn lên 3 xích và nối vào, móc trượt vào cái mũi móc đơn đầu tiên của thân áo nè. Đây là mình đã nối xong được hàng thứ nhất của thân áo rồi. Từ hàng tiếp theo các bạn sẽ móc tương tự với các hàng họa tiết của thân áo mình đã làm từ khi mà các bạn không có tăng mũi nữa. Từ khi mà các bạn bắt đầu là móc 8 mũi kép vào cái đoạn 5 xích á. 2, 4, 6, 8. Các bạn cứ canh theo họa tiết mình làm cho đến khi nào đạt được
cái dài áo mà các bạn mong muốn. Cái này thì tùy mỗi người, ai thích mặc ngắn mặc dài gì thì mình móc đủ độ dài mà mình thích nha. Tiếp theo đến phần xỏ dây áo thì các bạn sẽ canh điểm giữa của thân trước áo nè. Thân trước áo ở điểm giữa chỗ nào thì các bạn xỏ vào, lấy cái đoạn đó làm điểm bắt đầu. Rồi các bạn sẽ xỏ vào cái hàng họa tiết mà có hai cái đoạn 3 xích, với ở giữa nó là mũi kép nè. Thì các bạn đến cái họa tiết các bạn luồn phía sau. Rồi đây, mình đè lên cái mũi kép nè, đến họa tiết thì mình luồn phía sau. Rồi cứ như vậy là mình thắt đến cuối cùng. Thì khi nào mặc thì các bạn thắt vào cho mặc bẹt vai thì mình thắt cho nó đủ vừa với vai. Còn nếu các bạn muốn mặc cổ tròn thì các bạn thắt dây nhiều hơn thôi. Chúc các bạn có một sản phẩm đẹp và ưng ý nha. Hẹn gặp các bạn ở các video sau.